69, yeah. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bàn phím cho game thủ, bàn phím chơi game của hãng Boston. Đó, cái chữ trên màn hình đó, Boston. Thì cái bàn phím này mình mua cũng lâu rồi, mua cũng được một năm mấy hay phải. Bàn phím này đây là không phải một sản phẩm mới, thực sự là cái sản phẩm mới mình có là một cái video mình đăng lên rồi, mà cái video đó mình cái kênh đó nó có vấn đề, mình mất cái video đó rồi. Giờ mình sẽ làm lại cái video là mở hộp, thì cái hộp mình dục rồi, nhưng mà mình sẽ làm video về trải nghiệm cái bàn phím Boston này sau một cái thời gian mình sử dụng. Thì cái bàn phím này như các bạn đã thấy là bàn phím có led nền trên đây. Thì sau khoảng một năm rưỡi mình sử dụng á, thì cái chữ Stone này nó bay mất tiêu rồi. Đây là một cái sự rất là dở của cái hãng, khi mà cái tên hãng mà lại bay màu như thế này thì không hay lắm. Còn những cái chức năng thì nó vẫn còn rất là tốt, không có gì phàn nàn. Bằng bàn phím là mình nghĩ là cái khó thương nhất trong các bộ phận linh kiện của máy tính, bàn phím là khó hơn nhất, rất khó mà để hư được bàn phím. Còn mấy cái chữ này á thì các bạn gõ cỡ nào nó cũng không bay. Chữ này nó không có bay được vì như nó khác ở trong á, nhìn rất là hầm hố. Thì cái loại này thì nó chỉ có 3 đèn thôi, mình sẽ mở cho các bạn xem. Một là màu xanh, một là màu đỏ hồi nãy, còn hai là cái màu xanh, xanh này là xanh dương, và màu này là màu tím. Có 3 màu thôi. Và nó có các chế độ, như là chế độ mà chớp nháy á, thì mình bấm cái nút FN này, bạn bấm vào, và các bạn bấm thêm cái nút BB phở bò đó, là nó sẽ qua chế độ thả chớp nhẹ chớp tắt gì đó, thấy không? Mình sẽ chuyển qua cái nữa, thì những cái loại này màu nó dịu, nó không có gắt như cái loại mà loại 7 màu. Thiệt sự cái hãng này nó cũng có cái loại mà nhiều màu nữa, nhưng mà mình nó màu mè quá mình cũng không thích. Mình thích những cái loại màu nó đơn giản thôi, mình sử dụng màu đỏ là nhiều. Chúng ta có thể chỉnh được cái độ sáng của cái đèn nền này, mình chút bấm FN bấm xuống để ta giảm, bấm lên để tăng đó, thì nó độ sáng nó như vậy. Thì thêm như những cái bàn phím khác thì nó cũng có phím chức năng ở trên đây, như cái phím chức năng phụ như là nút nghe nhạc nè, đó, lớn nhỏ, cái này là tắt tiếng, tua bài ngược lại nè, tua tới tua lui nè, cái này là lay và dừng, này là stop, có cái nút home nữa nè. Nút home là chúng ta về trang chủ này để chúng ta gửi mail, thì nó đơn giản như vậy thôi. Cái này các bạn không cần cài driver nha, các bạn gắm vào để các bạn sử dụng thôi, không có driver hay viết gì hết. Thì sau thời gian mình sử dụng mình cảm thấy cái này phím bấm thì cũng tương đối ok, nhưng mà mình ghét nhất là cái phím enter này, các bạn thấy không? Mình khuyên các bạn không nên mua những cái loại nào mà bằng phím, cái nút enter này nó to hơn những cái nút bình thường, vì cái enter bình thường rất là hay xài, mà nó nhỏ nhỏ như này, mà cái phím shift này nó lại to, mình thiết kế rất là ngu. Thì cái phím shift mình này rất là ít xài luôn, mà nó làm không hiểu sao nó làm to như thế này, mà cái phím enter làm nhỏ xíu. Thực sự mình rất là ghét, mình mới mua về là mình đã cảm thấy là ghét cái nút này rồi, khi sử dụng được một lần là mình ghét rồi. Nó bằng bằng như cái này, mình bấm rất là dễ trùng như thế này, rất là bực mình. Thì còn lại thì
những cái trải nghiệm khác thì rất là ok. Đèn nền như thế này mình rất là dễ chịu. Nếu như các bạn nào giống mình đó, thích những cái đèn đơn giản như thế này đó, và những kiểu mà hầm hố game thủ như thế này, thì các bạn có thể chọn loại này. Thì giá của nó trước mình mua cũng 200 mấy, và bây giờ chắc cũng còn 200 mấy á. Thì mình cứ để link ở phần mô tả, thì trong link đó nó có một cái số model của cái hàng này nữa, thì các bạn có thể xem tham khảo tất cả cái model của cái loại này nhé. Nó vẫn có những cái loại mà nhiều màu, nhưng các bạn thích nhiều màu, còn mình thích đơn giản nên mình chọn cái này thôi. Ok ha, nhìn cũng rất là đẹp chứ bộ, xài được một năm mấy, hai năm, ủa một năm mấy ha, không tới hai năm đâu, tính cho 1.5 năm đi, xài rất là tốt. Mà bàn phím mình nghĩ là ít khi nào hư, bàn phím nào mà các bạn chọn cái nào thích các bạn xài thôi, chứ hư hao mình nghĩ là cực kỳ ít, thậm chí nước vô nó còn không hư nữa mà. Rồi ok, vậy là phần trải nghiệm sản phẩm của mình đến đây là kết thúc ha. Nếu các bạn nào có quan tâm đến sản phẩm này, mình để cái link ở dưới, các bạn có thể click vào để xem tất cả sản phẩm của cái thằng này. Ok, xài tốt á. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.